Nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Nam chiều qua cũng đã có mưa lớn, được coi là trận mưa giải nhiệt sau đợt nắng nóng kéo dài. Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa to bắt đầu từ khu vực miền núi, sau đó lan rộng tới vùng ven biển, giúp cho cây trồng phục hồi và quan trọng nhất là giảm bớt nguy cơ cháy rừng. Lượng mưa ở thành phố Nha Trang ước tính là khoảng 80mm, kéo dài trong vòng 3 tiếng. Cơn mưa chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh cũng được coi là một cơn mưa giải nhiệt. Lượng mưa lớn nhất là ở quận 1, quận 3 và quận 10, cùng với một số khu vực ở vùng ven, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Còn tại tỉnh Đồng Nai, mưa lớn trong chiều qua đã khiến cho hơn 7.600 hộ dân bị mất điện, nhiều nơi ngập nặng. Trận mưa này được nhận định là trận mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay, nhất là ở tại huyện Vĩnh Cửu. Trong cơn mưa có xuất hiện mưa đá. Vâng, và dự báo là mưa lớn vẫn có thể quay trở lại trong chiều nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Quý vị nên lưu ý sắp xếp thời gian để về sớm, tránh gặp mưa dông.